Cái chết của một Wajir Thái Lan người mà thi thể được phát hiện ở sảnh một tòa nhà chung cư đã khiến cho dư luận nước này xôn xao. Cái chết của Thiti Manor Raphanbi phát gây xôn xao dư luận Thái Lan. Thảm kịch đau lòng còn hé lộ những gian truân mà các nàng làm trong ngành công nghiệp dịch vụ an giải trí phải đối mặt. Liên quan tới cái chết của Thiti Manor Raphanbi phát, cảnh sát đã bắt giữ một nam người mẫu có liên quan sau khoảng thời gian những hình ảnh từ camera cho thấy anh này đang kéo thi thể không tồn tại dấu hiệu sự sống của cô. Anh đô thang máy, anh đặt cô trên chiếc sofa ở sảnh một chung cư của Bangkok. Thiti Ma, 25 tuổi, là một người mẫu, người dẫn chương trình cho những sự kiện tiếp thị sản phẩm. Cô cũng là người thường được mời tới mua vui tại những buổi tiệc. Cô được trả tiền để phục vụ đồ uống ở một buổi tiệc hôm 16 tháng 9 tận nhà riêng ở Nondaburi. Cũng đêm hôm đó, thi thể của cô được phát hiện ở sảnh tòa nhà chung cư của nghi phạm chính, cảnh sát trưởng Suthi Bung Ong Bin Sare với tờ. Cái chết của Thiti Ma gây xôn xao giới truyền thông Thái Lan. Thông tin xoay quanh những giờ sau cuối trước lúc chết của Thiti Ma đang trở thành trung tâm của những tin đồn đoán. Hôm 26 tháng 9, cảnh sát đã bắt giữ thêm những đối tượng người sử dụng khả nghi tham gia buổi tiệc sau khoảng thời gian có một đàn bà nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát nói rằng cô bị ép nóng rất nhiều đến mức chưa chắc chắn gì. Cô gái này tỉnh dậy trong tình hình khỏa thân ăn đô sáng hôm sau. Người đàn bà được cảnh sát gọi là đi này cũng khá được thuê để phục vụ đồ uống tại buổi tiệc, cảnh sát cho hay. Cuộc sống của một mỹ nhân. Cái chết của Thiti Ma khiến cho dư luận Thái Lan chú ý tới vấn đề quyền được luật pháp bảo vệ của những người thao tác trong ngành công nghiệp dịch vụ. Sau cái chết của Thiti Ma, dư luận đã soi xét rất kỹ những góc tối trong ngành công nghiệp dịch vụ của Thái Lan nơi mà các nàng được thuê làm công việc tiếp thị tại những sự kiện như triển lãm ô tô, tiệc tùng, quán bar hoặc trong số hộp đêm còn gọi là. Những hành vi lạm dụng tình dục rất thịnh hành ở những nơi này. Các cô gái thường bị ép nóng nhiều rượu Nayana Subabung đến từ Hiệp hội Tiranas, một nhóm chức ủng hộ quyền con người an bình đẳng giới, Sare. Nayana nói rằng, xã hội rất coi thường những cô gái này, anh sự tẩy chay hoàn toàn có thể khiến cho chúng ta không hề tìm đến những cơ quan pháp luật khi bị lạm dụng. Thiti Ma là trụ cột chính trong mái ấm gia đình. Cô muốn cho đàn bà 3 tuổi tới một ngôi trường tốt. Cái chết của cô làm đấy lên trào lưu lôi kéo luật pháp Anh đô cuộc để bảo vệ những người đang hoạt động trong ngành công nghiệp này. Các chiến dịch nâng cao nhận thức để thay đổi thái độ tẩy chay với chúng ta cũng khá được đưa ra. Chúng ta phải thay đổi niềm tin này để hiểu rằng không có bất kỳ ai có quyền khinh thường hay làm tổn thương người khác, Nayana nói. Khám nghiệm tử thi cho thấy không tồn tại dấu hiệu dùng ma túy hay bạo lực. Nghi phạm chính Rajadev Ong Tabert, 24 tuổi, là người sau cuối được nhìn thấy là có tiếp xúc với Thiti Ma khi cô còn sống. Ban đầu, anh ta bị cảnh sát thẩm vấn nhưng tiếp đến đã thả cho đi sau khoảng thời gian từ chối mọi liên quan tới cái chết của Thiti Ma. Nhưng nghi ngờ lại đấy lên sau khoảng thời gian cảnh sát phát hiện ra Rajadev đã đăng những bức hình của Thiti Ma trên mạng xã hội Ando đúng cái đêm mà cô chết. Sau đó, những hình ảnh từ camera lại càng khiến cho Rajadev nằm trong diện nghi ngờ chính. Cảnh sát đã bắt giữ cậu sau khoảng thời gian khám nghiệm tử thi cho thấy thời hạn tử trận hoàn toàn có thể rơi anh đô thời điểm cậu đưa Thiti Ma tới khu căn hộ của mình. Hôm 25 tháng 9, Rajadev bị buộc tội kiềm hãm người phạm pháp dẫn đến tử trận, bắt cóc với ý định tiến hành hành vi không đúng đắn. Cảnh sát cũng cho thấy chúng ta đang khảo sát những kẻ khác hoàn toàn có thể có liên quan, trong những số ấy có cả chủ buổi tiệc anh những vị khách. Cảnh sát trưởng Suthi Bung cho thấy, Rajadev thừa nhận có đưa Thiti Ma tới căn hộ của mình, nhưng bác bỏ cáo buộc. Anh ta nói rằng Thiti Ma đã uống say anh chưa chắc chắn cô đã chết. Camera bình an của chung cư cho thấy đêm đó, Rajadev bước anh đô tòa nhà cùng với một đàn bà bất tỉnh, rồi đưa cô ta lên phòng anh ở tầng 6. Vài giờ sau, camera ghi nhận hình ảnh Rajadev đưa người đàn bà quay lại sảnh tòa nhà anh đặt cô lên ghế sofa. Nghi ngờ lại đổ dồn về phía Rajadev khi cảnh sát phải phá cửa nhà anh ta để anh đô vì anh ta không chịu mở cửa. Nghi phạm đó là Rajadev, một nam người mẫu. Báo cáo khám nghiệm tử thi công bố vừa mới qua cho thấy Thiti Ma tử trận vì nhiễm độc rượu. Các phát hiện cho thấy cô có nồng độ cồn trong máu là 418 mg/100.
Cũng có suy đoán rằng Thi Ti Ma dùng ma túy anh bị tiến công tình dục, mặc dầu khám nghiệm tử thi không tìm thấy dẫn chứng nào về sự việc sử dụng ma túy, cũng tương tự không tồn tại dẫn chứng về sự việc bị hành hung, ông Su Thi Bông cho hay. Thời gian tử trận rơi anh đô khoảng từ 15 giờ tới 19 giờ ngày 16 tháng 9. Cảnh sát thậm chí còn quan tâm đến dữ liệu sinh trắc chúng ta trên chiếc đồng hồ đeo tay mưu trí mà cô đeo để xác định thời hạn tử trận chính xác, mặc dầu dữ liệu này khó hoàn toàn có thể được tính là dẫn chứng. Một luật sư được thuê bởi máy ấn gia đình Thi Ti Ma Sare vía rằng chúng ta đang chờ đón kết quả khám nghiệm tử thi mới sẽ được kết thúc anh đông ngày 2 tháng 10, chính vì chúng ta tin rằng cái chết của cô rất đáng để nghi.